Dạ vâng, em Minh Ô Tô xin kính chào tất cả mọi người. Thì mới nhất trong ngày hôm nay, em ấy tiếp tục lấy về mẫu xe Chevrolet Aveo sản xuất năm 2011 và đăng ký năm 2012. Một dạ vâng, con xe được phủ màu sơn đen rất là đẹp đúng không ạ? Vậy sau đây mời các bác cùng em xem tổng thể xe này. Dạ vâng, em là Minh Ô Tô, chuyên mua bán ô tô cũ toàn quốc. Vậy các bác thấy hay, hãy nhớ đăng ký kênh và ấn nút thông báo để có thể xem những cái mẫu xe mới nhất mà em cập nhật thường xuyên các nhé. Bên em rất là nhiều xe, ngày nào cũng xe về. Đây là các bác quan tâm hãy đăng ký kênh của em. Đây đăng kiểm nó còn xa này các bác. Đăng kiểm đến tháng 1 năm 2021 không nhá. Đó, lốp láp còn mới này. Lốp đây. Đó, lốp đằng sau đây này. Đó, một con xe rất đẹp luôn các nhá. Đây ta nhìn thì cái sau chiếc xe. Dạ vâng. Em xin lại, đây là mẫu xe Chevrolet Aveo sản xuất năm 2011, đăng ký 2012. Một con xe đẹp xuất sắc luôn các nhá. Đẹp xuất sắc luôn. Ừ. Một con xe bản 1.5 đến từ thương hiệu của Mỹ. Một con xe phải nói là khá phổ thông, được rất nhiều người ưa thích. Tại vì sao? Phụ tùng rẻ, dễ thay góc nhé. Tiết kiệm nhiên liệu, chỉ tầm 6 lít rưỡi đến 7 lít trên 100 cây cả đều hòa. Phụ tùng rẻ, dễ thay. Một cái mẫu xe rất là lành xe, đời rất cao nhưng giá cả bình dân thôi. Đó, form dáng sedan hai đầu rất là đẹp đúng không ạ? Chevrolet Aveo sản xuất năm 2011, đăng ký 2012. Một con xe tư nhân chính chủ rất là đẹp. Đẹp toàn diện luôn các nhá, đời rất là cao. Sau đây mời bác cùng em xem phần nội thất của chiếc xe nhé. Đây em sẽ về bên này, em mở cửa cho nó sáng, bên kia hơi tối. Đây tất cả được dán chống nắng hết rồi các bác. Đó. Đây nội thất của nó đây. Các bác nhìn nội thất thế nào ạ? Nội thất thì khỏi bàn rồi, đẹp long lanh luôn, đẹp toàn diện luôn các nhá. Thử tắp đi cửa bên kia các bác nhìn, đó, rất là đẹp luôn này. Tắp đi cửa bên này, chung là xe đẹp các bác nhé. Đây các bác xem từ cái đinh bấm mở cửa đây thì các bác nhìn biết này. Nó thế nào ạ? Nó mới không ạ? Cái chốt bản lề này rất là mới này. Và nắp lô này. Đó. Xe rất là đều xe luôn các nhá. Trần nguyên bản trần nỉ này. Đó. Trần nỉ này. Rất là đẹp luôn. Đây. Em về cái ghế hàng thứ hai này. Nội thất đây. Rồi, các nhìn này. Nội thất thế nào ạ? Sau lỉnh nguyên bản này. Xe rất đẹp luôn các bác nhé. Đây cái khóa bản lề đây, các bác nhìn này, cái khóa bản lề các bác nhìn này, nó mới két, nó còn vàng úa này, nguyên bản này. Đây, cái tắp đi cửa này. Các bác nhìn nội thất thế nào ạ? Rất là đẹp đúng không ạ? Nội thất thì tôi thật sự là không có gì để chê rồi. Đấy em quay vòng quanh cho các bác xem nội thất này, rất đẹp luôn các bác nhé. Cái tắp đi cửa bên này xe rất là chất. Dạ vâng, con xe này bên em bán mức giá là 195 triệu thôi các nhé. Dạ vâng, 195 triệu. Các bác đã có ngay mẫu xe ô tô sedan hai đầu rồi. Một con xe đẹp xuất sắc các nhé. Đẹp xuất sắc luôn. Aveo 2011, đăng ký 2012, tư nhân, chính chủ rất đẹp. Đây, phần trên lỉ đằng sau nguyên bản các bác ơi. Xung quanh này lỉ còn nguyên bản này, theo xe này. Đó, khoang để đồ rất là rộng rãi này các bác nhìn này. Khá là rộng rãi luôn các nhá. Bên dưới này đây, bên dưới có lốp dự phòng này, lốp dự phòng đầy đủ này, phần kích này. Đây các bác xem, xe đẹp dã man luôn. Đó các bác nhìn, không có tí han mọt luôn các nhá. Tất cả đinh bấm còn nguyên này, các bác nhìn chưa, đinh bấm của nhà máy còn nguyên nhá, keo nhà máy còn nguyên kìa. Đó, rất là đẹp luôn các nhá. Đây các bác nhìn này, rất là chất. Đấy, các bác nhìn rõ không? Những cái đinh bấm như còn nguyên của nhà máy nhá. Đinh bấm đây. Xe nói chung là đẹp không nhá, đẹp toàn diện luôn. Rồi, ok. Sau đây em sẽ cho bác xem phần khoang máy động cơ của chiếc xe nhé. Em sẽ mày lổ máy cho bác xem phần khoang máy của động cơ. Máy của nó thì nó thật sự các bác thì khỏi bàn rồi. Máy lổ đại chất luôn. Máy nhá các nhá, máy lổ rất chất luôn, tất cả là đều xe mà form dáng đẹp, máy lổ đại chất luôn. Máy móc thì do em chưa vệ sinh gì nhá, nó hơi bẩn một tí thôi nhưng mà không quan trọng đâu, từ đó thì em sẽ lau chùi cho bác sau. Đó, máy móc có lổ chất là được các nhá, máy lổ đại chất luôn. Cái phần máy con này thì các bác khỏi phải suy nghĩ rồi.
Máy lổ thì lổ rất là êm nhá các bác nhá. Lổ êm su luôn nhá. Em sẽ lau chùi và vệ sinh cho bác về phần khoang máy sau. Đó. Tổng thành xe như này là rất là ok rồi đúng không ạ? Dạ vâng, đó là tổng thành của xe Chevrolet Avell sản xuất năm 2011, đăng ký 2012 các bác nhá. Em bán được giá là 195 triệu. Dạ vâng, em xem lại. 195 triệu các bác nhá. Đó. Dạ vâng, một lần nữa mình ô tô xin thành cảm ơn các bác đã quan tâm và xem video của em. Hẹn gặp lại bác video lần sau. Thân ái, chào tạm biệt các bác.